biểu diễn ảo thuật trên điện thoại cho vợ xem và cái kết, anh chồng bảo em nhìn cho kỹ, sau đó ổng đến 3-2-1 vuốt màn hình một phát. Tay ổng thì sổ ra sợi dây chuyền, tưởng đâu cô vợ sẽ bất ngờ vỗ tay khen hay, thấy có gì đó sai sai, kiểm tra điện thoại thì phát hiện toàn là gái xinh. Thanh niên nhanh tay vuốt qua nhưng càng vuốt thì càng thấy nhiều hơn, liền quay xe giải thích với cô vợ, nhưng dễ gì chị bỏ qua.